Tiểu sử Nguyễn Thị Hồng, hé lộ xuất thân và con đường quan lộ của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng. Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968. Bà là một nữ chính trị gia người Việt Nam. Bà hiện nay đang giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và là nữ thống đốc đầu tiên trong lịch sử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, bà là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2026, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương. Bà Nguyễn Thị Hồng sinh ngày 27 tháng 3 năm 1968, quê ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Hồng tốt nghiệp cử nhân tại Học viện Ngân hàng và có học vị Thạc sĩ Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà bắt đầu sự nghiệp tại Ngân hàng Nhà nước vào năm 1991 với vị trí là chuyên viên của vụ quản lý ngoại hối. Sau 2 năm công tác, kể từ tháng 11 năm 1993, bà Nguyễn Thị Hồng chuyển sang công tác tại vụ chính sách tiền tệ và lần lượt giữ các chức vụ là chuyên viên của vụ chính sách tiền tệ từ tháng 11 năm 1993 cho đến tháng 4 năm 1995. Từ tháng 4 năm 1995 cho đến tháng 4 năm 2008, bà giữ chức vụ Phó trưởng phòng rồi trưởng phòng cán cân thanh toán quốc tế. Từ tháng 4 năm 2008 cho đến tháng 7 năm 2011, bà giữ chức vụ Phó vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ. Từ tháng 8 năm 2011 cho đến tháng 1 năm 2012, bà giữ chức vụ Phó vụ trưởng phụ trách vụ chính sách tiền tệ. Kể từ tháng 1 năm 2012, bà Nguyễn Thị Hồng được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngày 16 tháng 8 năm 2014, bà Nguyễn Thị Hồng được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngày 21 tháng 8 năm 2019, bà được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngày 17 tháng 8 năm 2020, bà Nguyễn Thị Hồng được bầu làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương khóa 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 29 tháng 10 năm 2020, bà được Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương. Tháng 11 năm 2020, bà Nguyễn Thị Hồng được Chính phủ giới thiệu để phê chuẩn giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay cho ông Lê Minh Hưng chuyển sang làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ngày 12 tháng 11 năm 2020, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, bà Nguyễn Thị Hồng đã được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chính thức trở thành nữ thống đốc đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, bà là người phụ nữ đầu tiên đứng đầu của một bộ, cơ quan, ngang bộ về kinh tế. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, bà Nguyễn Thị Hồng được bầu làm Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất, bà được Quốc hội Việt Nam khóa 15 bầu làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bà Nguyễn Thị Hồng trân trọng cảm ơn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã quan tâm, tin tưởng giao giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh niềm vinh dự được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cũng nhận thấy trách nhiệm lớn lao khi ở cương vị là người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động của hệ thống ngân hàng, nhất là trong bối cảnh hiện nay, trong nước kinh tế đang chịu những tác động sâu rộng và chưa có hồi kết của đại dịch COVID-19 và sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình hoạt động và quá trình tái cơ cấu của hệ thống các tài chính ngân hàng, tài chính tín dụng.